Chào các bác nhé, tiếp tục ngày hôm nay em tủ lạnh lại đi Bắc Giang. Đấy. Bây giờ này em rất có duyên với lại cùng quê nhà em đó ở Bắc Giang. Cuối tuần em lại đi Bắc Giang tiếp. À, ngày hôm nay thì buổi chiều em lại ship em tủ Panasonic lên đường cho em trai Bắc Giang nhé. Vậy các bác cần gì nhu cầu về tủ lạnh, máy giặt điều hòa thì các bác lại liên hệ ủng hộ cho em. Đấy. Chiếc tủ Panasonic 500 nít lại đi Bắc Giang này. Đấy, đấy là cởi ca buổi chiều ngày hôm nay. Đấy, cuối tuần này, hết tuần này là nắng nóng trở lại. Vậy bác nào quan tâm về điều hòa thì liên hệ ủng hộ cho em. Vâng, xin chào các bác.